Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hiệu ứng ô tô chạy trên đường phố với phần mềm PowerPoint. Đây là kết quả, chúng ta cùng làm theo các bước như sau. Bước 1. Vẽ bầu trời xanh, con đường và vạch chia làn đường. Bước 2. Tìm ảnh ô tô và ảnh của tòa nhà trên phố. Bước 3. Gom các đối tượng lại theo nhóm để tạo hiệu ứng chuyển động cho nhóm. Bước 4. Chỉnh thời gian thích hợp cho các hiệu ứng. Chúng ta cùng thực hành từng bước cụ thể. Bước 1. Vẽ bầu trời xanh, con đường và vạch chia làn đường. Lên thanh công cụ chọn Insert, Shapes, Rectangle. Rê chuột để vẽ bầu trời xanh. Để đổ màu nền xanh da trời, chúng ta lên Shape Fill và chọn màu xanh da trời. Bỏ viền bên ngoài, vào Shape Outline, chọn No Outline. Tương tự như vậy, chúng ta vẽ con đường Insert, Shapes, Rectangle và vẽ con đường. Để đổ màu cho con đường này, chúng ta vào Shape Fill, chọn màu xám nhẹ. Bỏ viền vào Shape Outline, No Outline. Tương tự, để vẽ vạch chia làn đường vào Insert, Shapes, Rectangle. Shape Fill, chọn màu trắng. Shape Outline, No Outline. Để gấp đôi lên, chúng ta nhấn phím Ctrl-D. Ctrl-D. Cứ thế tiếp tục nhấn phím Ctrl-D để gấp đôi lên. Bước 2. Tìm ảnh ô tô và các tòa nhà trên phố và đánh từ khóa Driving Car PNG. Chọn hình ảnh thích hợp. Mình sẽ chọn hình ảnh này. Copy. Để xóa nền, Format, Color, Set Transparent Color và click chuột vào khoảng trắng nền. Để tìm hình ảnh tòa nhà, các bạn vào Google tìm từ khóa Transparent Background City Clip Art và chọn hình ảnh thích hợp. Chúng ta nhấn chọn hình ảnh để hình ảnh hiện lên như thế này và sau đó mới nhấn Copy. Dán. Để xóa nền cho hình ảnh này, vào Format, Color, Set Transparent Color. Click chuột vào khoảng trắng. Vậy là chúng ta đã tiến hành xóa nền. Mình sẽ điều chỉnh lại kích cỡ của tòa nhà cho phù hợp. Bước 3. Gom các đối tượng theo nhóm để tạo hiệu ứng chuyển động cho các nhóm này. Đây là bước mà quyết định sự thành công. Chúng ta cùng chú ý. Mình sẽ cho tỷ lệ màn hình nhỏ lại để các bạn dễ quan sát trong cái bước này. Chúng ta sẽ gom vạch chia đường và hình ảnh tòa nhà vào một nhóm và tạo hiệu ứng chuyển động cho nhóm này. Click chuột phải. Chọn Group. Chúng ta kéo nhóm này sang phía bên trái của slide. Đây là bước rất quan trọng, các bạn không để nhóm này nằm trên slide hoặc nằm phía bên phải của slide, mà phải để ở phía bên trái của slide cùng hướng chuyển động với xe ô tô đi từ phía bên trái sang. Để chọn hiệu ứng cho nhóm này, chúng ta lên Animations, chọn Fly In. Để chỉnh lại hướng xuất phát của hiệu ứng này, chúng ta vào phần Animation Pin ở phía bên phải của màn hình, chọn hiệu ứng này, vào phần Effect Options. Mặc định của nó là From Button, chúng ta sửa thành From Right. OK. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là nhân đôi nhóm này lên. Click chuột vào nhóm, nhấn phím Ctrl-D. Vậy là chúng ta đã nhân đôi nhóm này thành hai. Đặt nhóm thứ hai này trùng lên hình ảnh của nhóm ban đầu. Bước 4. Chỉnh thời gian cho hiệu ứng của hai nhóm này.
Chúng ta tiếp tục vào phần Animation Pane ở phía bên phải của màn hình. Chọn hiệu ứng thứ nhất. Chỉnh thời gian là 3.0. Chọn hiệu ứng thứ hai. Chúng ta chỉnh lại xuất hiện là Start with Previous. Sau đó lên chỉnh thời gian 3.0. Và ở dưới phần Delay, các bạn bấm 1.5. Sau đó bạn nhấn giữ phím Shift. Click chọn hai hiệu ứng này. Vào tam giác màu đen, chọn Timing. Ở phần Repeat, chọn Until End of Slide. OK. Mời các bạn xem sản phẩm của chúng ta vừa hoàn thành. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành sản phẩm. Và mình lưu ý lại các bạn một lần nữa. Bước số 3, khi chúng ta gom các đối tượng theo nhóm để tạo hiệu ứng cho nhóm tòa nhà và vạch chia đường, thì chúng ta nhớ phải để nhóm này ở phía bên trái của màn hình slide, không để trùng lên slide hoặc để ở phía bên phải. Bởi vì nếu như vậy, sau khi sản phẩm chúng ta chạy ra thì các vạch chia đường và tòa nhà sẽ chạy ra một cách đứt đoạn, chứ không được liền mạch và thực sự sống động như thế này. Chúc các bạn thành công.